Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai nguyên liệu dùng để thay thế gói gia vị khi nấu phở gà. Mình đảm bảo với các bạn là nồi nước dùng sau khi mình sử dụng cái nguyên liệu mà mình giới thiệu cho các bạn nè, thì nó sẽ vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng của phở ha. Hai nguyên liệu mà mình giới thiệu cho các bạn đó là rượu mai quế lộ hoặc là bột ngũ vị hương. Thì nếu như mà nhà các bạn có rượu mai quế lộ thì các bạn sử dụng rượu mai quế lộ ha. Còn không có thì sử dụng bột ngũ vị hương cũng được. Bột ngũ vị hương thì dễ mua hơn, có thể mua ở các cái tiệm tạp hóa hoặc là ở siêu thị ha. Ngoài việc sử dụng rượu mai quế lộ hoặc là bột ngũ vị hương á, thì mình còn sử dụng thêm là một củ hành tây, vài củ hành tím, một nhánh gừng, 10 gốc ngò rí hoặc và một củ cải trắng mình nướng vàng. Thì các nguyên liệu này sẽ giúp cho món phở của mình thêm thơm ngon và ngọt nước hơn. Cách mình dùng rượu mai quế lộ hoặc là bột ngũ vị hương cũng rất là đơn giản. Đối với rượu mai quế lộ thì mình sẽ sử dụng 2 muỗng canh rượu. Khi bắt đầu luộc gà thì mình sẽ cho 1 muỗng canh rượu mai quế lộ cùng với các nguyên liệu khác mình đã nướng vàng vào trong nồi nước dùng này luôn ha. Đối với 1 muỗng canh rượu mai quế lộ còn lại thì mình sẽ cho vào khi mà gà của mình đã chín và mình vớt gà ra ha. Rồi mình nêm nếm lại lần cuối trước khi bắt đầu ăn. Đối với củ hành tây, hành tím rồi gừng rồi đó các bạn, thì các bạn có thể vớt ra hay không vớt ra đều được ha. Nếu mà các bạn sử dụng bột ngũ vị hương á, thì các bạn sẽ dùng là nửa muỗng cà phê ha. Mình cũng chia cái phần bột ngũ vị hương của mình ra làm hai phần bằng nhau. Một phần á, thì mình sẽ cho vào luộc chung với gà ha. Phần còn lại thì mình sẽ cho vào giai đoạn cuối khi các bạn nêm nếm trước khi bắt đầu ăn á. Việc sử dụng rượu mai quế lộ hoặc là bột ngũ vị hương để thay thế gói gia vị phở sẽ giúp cho công việc nấu ăn của mình nó dễ dàng và đơn giản hơn ha các bạn. Nếu mà hôm nào mà gia đình của mình không có gói gia vị phở để nấu á, thì các bạn có thể áp dụng theo cách của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.